Ôi dồi, thôi nói đúng ra là nó hâu nó thúi ghê lắm, bà con coi như là chịu không nổi. Nói vậy cho dù bây giờ là coi như bà con mà mùa hè người ta làm ruộng làm nương người ta gì người ta đỡ coi như người ta nghiến rồi ăn cơm mỗi lần mà dọn cơm mà nó làm một cái là sau chứ bây giờ là nó bê cái mùi ăn không nấu mà dù ban đêm ban hôm là gì 9-10 giờ là bắt đầu nó đổ là nó gây cái ảnh hưởng nó thúi càng thúi của bà con hầu ối mửa luôn giờ nó khó chịu giờ cũng nhờ các cấp coi như giải quyết dùm cho nó gọn sẽ sạch chứ. Xóm hiện tại này thì nó rất là ảnh hưởng chỗ là trang trại gà của Thái An, nhưng mà đó là phân nguyên sinh của trang trại gà Thái An đó. Trước mắt là thúi, với hai nữa là bụi, tro bụi. Những khi mà nó thúi là khí quản của người nó ho mà nó nghẹt mũi mà nó kiểu là nó viêm son đấy, là rất là khó chịu, bà con rất bức xúc. Nhưng mà khi giờ bà con kiến nghị là nói là cô Nguyệt thì làm sao cho đừng hôi đừng thúi lâu lắm rồi, mà tới mùa mùa giá bắt đây thì là nó ít thôi, chứ mà mùa hè là nó hôi dữ lắm, cả làng cả xóm đây là ai cũng cũng bức xúc giờ chuyện tình đã hôi thúi đó. Thâu tới mùa ruồi là ruồi nó bu chặt gật, mùa gió là nó hất thâu dân ngửi cái phân đó là vô trong nhà là dân thui. Nói chung là cái cuộc sống ở đây là người ta họ coi như họ phiền không có sống được. Dư hơn nữa tới mùa là mùa nén là ruồi muỗi đồ coi như nó ghê lắm, có khi mà nấu cơm ăn mà coi như bỏ vô mồm ăn à. Người dân sống tại khu dân cư Vĩnh Phú thuộc phường Nhân Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết họ đã kêu than về việc công ty cổ phần công nghệ hữu cơ Thái An, gọi tắt là công ty Thái An, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 50 hộ dân sinh sống tại đây hơn 5 năm qua, nhưng chính quyền địa phương vẫn không xử lý gì cả. Công ty Thái An, khu vực trại nuôi gà và sản xuất phân vi sinh có tổng diện tích gần 45.000 m², trong đó khu vực sản xuất phân vi sinh khoảng 15.000 m² với hai nhà xưởng đặt máy sản xuất và đóng gói. Riêng khu vực sản xuất phân tập kết khoảng 100 tấn nguyên liệu đang được xử lý bằng cách ủ men vi sinh và vôi, nằm lộ thiên giữa khu đất rộng. Người dân đã nhiều lần kéo đến trước cổng cơ sở, đặt rào chắn yêu cầu chủ cơ sở giải quyết ô nhiễm, đồng thời gửi đơn đến lãnh đạo huyện, tỉnh. Nhưng những nơi này vẫn không vào cuộc một cách nghiêm túc. Thì hầu mới đầu thì dân ở đây cũng tình nghĩa lắm, vô công ty là cũng nói cũng thương lượng là bà cũng nói bà khắc phục, mà khắc phục đâu không thấy càng ngày càng kéo dài cứ thúi hâu luôn. Tình trạng vừa đầu đấy là có chính quyền mà tới là cũng có im bặt một thời gian. Coi như hôm trước đã nói cho người ta coi như tỉnh dư dư ái rồi đã tới rồi, tại vì coi như cứ vô rồi coi như môi trường vô rồi coi như ra rồi cứ bỏ đi cứ rồi cũng không nói gì dân, mà dân nó chọn nó làm barrier trước cổng của Thái An ấy, không cho những cái ô nhiễm môi trường đấy vào, nó nói là kêu nó bức xúc nữa là coi như nó chọn nó không cho đi. Cái khu đây đâu phải khu công nghiệp đâu mà bây giờ cho mớ cái trang trại mà làm phân vi sinh vậy thôi. Nó hồi trước kia là nó là công ty gà, rồi bây giờ là bà mớ bà làm thêm cái vi sinh này, mà nó coi như là 4 năm nay rồi bà con cũng có lên cũng nói cũng báo cáo coi như chính quyền coi như thị xã, nhưng mà coi cuối cùng coi như giờ cứ giờ có giờ nhưng mà làm chỉ hình thức như là có làm thì thôi chứ còn không làm việc đỡ được cho bà con nhân dân. Công ty Thái An nằm trên địa bàn phường Nhân Mỹ giáp ranh với phường Nhân Thành, còn khu dân cư Vĩnh Phú lại thuộc địa bàn phường Nhân Thành. Trao đổi với truyền thông nhà nước, ông Bùi Thái Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nhân Thành khẳng định, phường có nhận được đơn phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm. Tuy nhiên, công ty này lại nằm trên địa bàn xã Nhân Mỹ, nên phường không thể nào xử lý được. Địa phương đùn đẩy trách nhiệm khiến công ty gây ô nhiễm bao năm qua vẫn tồn tại. 4 năm nay rồi, cái lúc trước bà con cũng kiến nghị ý kiến cho bên phường thôn, phường xã đâu đây cũng có táo đồ hết, cũng có quay được cái cánh mà cái bồn chớ xi bồn nó vô sâu ục ục trèo lên che đố ra ngoài đường đấy, nhưng mà cuối cùng cũng ai làm được. Cán bộ phường Nhân Thành, chủ tịch, phó chủ tịch đồ cũng có lên, công an cũng lên, nhưng Mỹ thì là cũng có xuống, nhưng mà cứ xong rồi là cứ bả cam kết nói gì có hình thức vậy đâu, cái coi như là bả làm chứ theo như là dân ở đây người ta đề nghị người ta nói thì phường Nhân Thành nó nói là tại vì là
nó nằm ở ranh giới của Nhân Mỹ chứ không phải Nhân Thành. Huyện thì cũng có gì à, nhưng mà mới hầu là tôi thấy là dân nó lên nó quậy đấy, rồi là bên môi trường của huyện này, cán bộ cấp lên về xử lý. Chủ chừng cởi xe ra vậy dân ở đó cứ cắm đầu để chạy ai xì nhau. Vừa lo lắng vì đại dịch Covid-19, vừa lo sức khỏe bị ảnh hưởng vì môi trường sống bị ô nhiễm nhiều năm qua, người dân ở phường Nhân Thành chia sẻ họ chỉ cầu mong lãnh đạo tỉnh chỉ đạo địa phương giải quyết dứt điểm ô nhiễm để bà con được sống an lành hơn. Là làm sao mà tình trạng đấy là không nó kéo dài nữa đi, cuộc sống ở đây người dân kiểu nào vậy không? Covid như hầu nó kết hợp hai cái đó, cho nên là coi như cái xóm này toàn bộ mọi người là coi như cứ viêm xoang như ấy hết này, cái khu này ai cũng là bức xúc, mong muốn là chính quyền địa phương các cấp đó, là giải quyết cho nó ổn thỏa để bà con nó phù hợp, chứ không là coi như cứ kéo dài dài là bà con không chịu nổi. Giờ thôi là tôi cũng mong muốn sao coi như là các cấp chính quyền ở trên là coi như giải quyết làm sao mà việc đó cho bà con nó yên tâm nữa, lao động sản xuất chứ. Thì bây giờ thì cũng cái đề nghị coi như các cấp các thống viên vậy, mình coi như giải quyết cho bà con mình, mà bây giờ không giải quyết được thì Covid chưa chết, mà dân là chắc cái chết trước cái Covid cái gì.